Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Sinh Mạnh, 24 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, về tội giết người và cố ý gây thương tích. Năm bị can khác được xác định là đồng phạm với Mạnh gồm Nguyễn Đức Hiếu, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, Đặng Văn Thêm, 22 tuổi, quê Yên Bái, Nguyễn Văn Ích, 52 tuổi, Nguyễn Văn Khôi, 27 tuổi và Nguyễn Ngọc Sơn, 31 tuổi, cùng trú tại huyện Hiệp Hòa. Theo nội dung vụ án, Nguyễn Sinh Mạnh là người chuyên điều phối nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Trong số các chân dài do Mạnh quản lý có NTP, 19 tuổi, quê Hà Nội. Tối 10 tháng 11 năm 2020, chị Trần Thị Ngân, 32 tuổi, trú tại huyện Tân Yên và em họ thuê tài xế Nguyễn Văn Bách, 33 tuổi, chở đến một quán karaoke tại huyện Hiệp Hòa để tìm gặp P nói chuyện. Chị Ngân cho rằng nữ nhân viên quán hát này có quan hệ với chồng mình. Tại đây, chị Ngân và P xảy ra xô xát, được chủ quán can ngăn, nhóm của chị Ngân lên xe ra về. Tuy nhiên, Mạnh phát hiện việc P bị hành hung nên cùng các bị can sử dụng ô tô và nhiều xe máy đuổi theo nhóm của chị Ngân. Quá trình truy đuổi trên quốc lộ 37, Mạnh điều khiển ô tô tạt đầu. Các bị can còn ném chai nước về phía xe đối phương. Cuộc rượt đuổi kéo dài 16 phút với quãng đường gần 50 km, các phương tiện chạy với tốc độ cao. Do bị truy đuổi quyết liệt khi đến địa phận thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, xe của Bách đâm vào ô tô tải đang đổ đất làm đường. Liền đó, nhóm của Mạnh đến mở cửa, đưa từng người trong xe anh Bách ra ngoài đánh đập, hành hung. Hậu quả khiến anh Bách tử vong, chị Ngân bị tổn hại sức khỏe 19%. Đáng chú ý, sau trận hành hung, Mạnh sai đàn em dùng điện thoại livestream và nói rằng đang giúp người gặp tai nạn giao thông nhằm che giấu hành vi rồi rời hiện trường. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bách yêu cầu các bị can bồi thường tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Chị Ngân và em họ đề nghị nhóm này bồi thường gần 83 triệu đồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@avongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.